Em Mai xin trân trọng giới thiệu đến cả nhà mình một cái căn biệt thự, một cái nhà vườn ven sông tuyệt đẹp với khung cảnh xinh đẹp như thế này. Bờ kè làm rất là kiên cố và đã được đầu tư xây dựng do gia chủ đã không có thời gian và ở xa, cho nên là hôm nay cần chuyển nhượng cái bất động sản này. Ngoài cái view sông xinh đẹp còn có một căn nhà gỗ khoảng 100 năm tuổi. Và em Mai cam kết với cả nhà mình là với căn nhà gỗ này là chắc chắn sẽ thích ha cả nhà ha. Em Mai đang ở khu vực vị trí đất tiếp giáp sông nên em Mai giới thiệu cái đoạn này trước ha. Phần đất này có diện tích là trên sổ là 1.600 m² và thực tế là 1.900 m², ngang 20 và nở hậu là 23, dài thì là 78 m², một khuôn viên đất hình chữ nhật, vừa có vườn cây ăn trái, khu nhà nghỉ, khu nhà gỗ đẹp và bờ kè thì kiên cố, cho nên mình vào với sản phẩm này thì mình chỉ có tận hưởng sống và tận hưởng ở cái bất động sản này, không phải đầu tư, không phải cải tạo gì nhiều nha cả nhà. Khu vực ven sông này mình có chiều ngang là 23 m nha cả nhà. Một căn nhà ven sông như thế này nè, mình từ xa rất là nhiều cây xanh, không gian mở ha. Mình có thể vào ở ngay. Một chút nữa em Mai sẽ đưa cả nhà mình vào bên trong. Bây giờ mình nhìn ngắm mặt tiền trước. Rồi ở đây cái ngoài cái khu vực bờ kè sông á thì gia chủ là một cái khu để trống như thế này và có máy là che di động, thì mình có thể kéo, nếu mà mình tiệc tùng thì mình tổ chức ở bờ sông này quá tuyệt vời đúng không cả nhà.